Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình rảnh rỗi thì mình đang đi tìm tổ chim nha các bạn. Tức là sáng nay bây giờ đang là buổi sáng sớm nhá. Đó, thì bây giờ mình nghĩ cũng là cuối mùa rồi. Đó, thường thì chim thì nó sẽ sinh sản từ khoảng tháng 3 cho đến tháng 7 hàng năm nha các bạn. Và bây giờ cũng đang là gần cuối tháng 7 rồi nhá. Đó, tức là cuối mùa chim rồi thì mình sẽ đi tìm xem là có thấy tổ nào không. Và tí nữa thì mình sẽ về nhà quay chim cuốc con của mình nha các bạn. Tức là quay con chim cuốc mà mình nuôi ấy. Bây giờ mình còn nuôi một con nhá. Đó. Và như các bạn biết thì thường thì chim thì nó sẽ sinh sản từ khoảng tháng 3 cho đến tháng 7 hàng năm. Nhưng mà có nhiều loài thì khác nha các bạn. Ví dụ như là chim diều trắng ở nơi mình thì tháng 11 mình còn thấy nó sinh sản nha các bạn. Tức là năm ngoái ấy, tháng 11 mình vẫn tìm được tổ của nó nhá. Đó. Rồi, bây giờ mình mới đến đây thôi. Đây, mình đang ngồi trên cái xe của mình đây. Và cái tổ chim số lát ấy, thì nó ở ngay đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến xuống xem. Và tí nữa thì mình sẽ đi tìm những tổ khác nhá. Tổ chim số lát này thì bữa trước mình quay các bạn xem thì lúc đó đang rất là mới nha các bạn. Tức là nó đang làm ấy. Không biết là bây giờ đã có gì chưa. Đây này các bạn. Vừa nãy mình đến đây thì mình thấy chim mẹ bay ra rồi. Nhưng mà mình không biết là có gì. Ồ, có trứng các bạn ơi. Có 4 trứng nha các bạn. Đây chính là trứng chim sâu lát. Rồi, tổ sâu lát này có 4 trứng nha các bạn. Tổ thì ở ngay đây nhá. Và bây giờ mình sẽ ngồi đây theo dõi xem là có chim gì tha mồi không nha các bạn. Nếu mà tha mồi thì tìm rất là dễ thôi nha các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi theo dõi nhé. Vâng các bạn ơi, nãy thì mình ở trong này nhá. Và bây giờ mình sẽ ra đây theo dõi có chim họa mi mắt vàng hót đây nha các bạn. Không biết là có tổ hay không. Không có tổ các bạn ơi. Mình thấy thì chim mẹ chỉ hót đây thôi. Và nó đã bay lên cà phê rồi nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi một nơi mà mình nghĩ là có tổ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nhé. Rồi các bạn ơi, mình đã đến nơi và vừa nãy ở bụi bên kia thì mình thấy chim khứa bụi đồ đỏ bay ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến đến gần bụi đó xem là có tổ không nha các bạn. Đó, ở trong này nha các bạn ơi. Đây, mình đã đến cái bụi đây. Bây giờ mình sẽ xem nhé. À, có tổ các bạn ơi, nhưng mà không có gì này. Mình không biết là chim mẹ đang thả rác hay là chim con đã rời tổ nữa nha các bạn. Đây này, đây chính là tổ chim khứa bụi đồ đỏ nhá. Đó, bây giờ đang là cuối mùa rồi, cho nên là mình nghĩ là chim con đã rời tổ rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên cái bụi trên này. Vừa nãy mình thấy có một chỗ mình nghi là có tổ nha các bạn, tức là mình nghi là có tổ nhá. Rồi, mình sẽ trèo lên trên này. Ở đây nha các bạn. Mình nhìn kỹ thì chắc chắn là có tổ chim rồi, nhưng mà không biết chim gì. Bây giờ mình sẽ xem nha các bạn này. À, đây là tổ chim bìm bìm cóc rồi các bạn.
Tổ chim bìm bìm bà thì nó to hơn nhá. Đây là tổ chim bìm bìm cóc, nó nhỏ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cửa tổ xem là có gì nhá các bạn. À, có một quả trứng các bạn ơi. Trứng này thì rất là cũ rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ cầm lên nhá. Đây các bạn, như vậy là tổ này thì chim con đã rời tổ và đây là quả trứng không nở nha các bạn. Đây là quả trứng mà, tức là quả trứng bị hư ở trong cái tổ này nhá. Đó. Đây chính là tổ chim bìm bìm cóc nha các bạn. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi về quay con chim cuốc con của mình nha các bạn. Và mình sẽ nói cách mà mình nuôi chim cuốc con nha. Rồi, đi về thôi các bạn ơi. Vâng các bạn ơi, mình đã về đến nhà nhá. Và mình đã xách nó ra ngoài này. Và mình đã vệ sinh bên dưới cái chuồng, tức là bên dưới cái lồng này cho nó sạch sẽ rồi nha các bạn. Đó. Nó lớn bằng này rồi nha các bạn ơi. Bữa trước mình nuôi 5 con nhưng mà hiện tại bây giờ mình chỉ nuôi 1 con thôi nhá. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi cuốc con của mình nha các bạn. Chim con rất là khỏe mạnh, lớn rất là nhanh. Nó đang ăn cám gà kìa các bạn. Đây là cám gà con nha các bạn. Thức ăn mà mình, tức là thức ăn chính ấy, mình cho nó là cám gà con. Đó. Và hàng ngày ấy, thì mình sẽ bổ sung mồi tươi cho nó nha các bạn. Đó. Chứ không phải là cho nó ăn cám gà không đâu nhá. Đó. Và bây giờ mình nói từ lúc mình nuôi lúc nhỏ nha các bạn. Lúc nhỏ thì mình sẽ cho nó ăn cám gà này và mồi tươi. Thì lúc nhỏ thì mình sẽ cho nó ăn trứng kiến nha các bạn. Trứng kiến thì nó, chim con phát triển rất là nhanh. Đó, lớn rất là nhanh và chim rất là khỏe mạnh. Và lúc nhỏ thì mình sẽ uống bằng bóng điện nữa nha các bạn ơi. Còn lớn bằng này thì mình sẽ không cần nữa đâu nhá. Đó, ban đêm thì mình sẽ treo ở chỗ nào treo ở chỗ nào lặng lẽ để cho nó ngủ nha các bạn. Đó, tức là ban đêm mình không nên treo chỗ nào ồn ào. Đó, mình sẽ tìm chỗ nào mình treo để cho nó yên tĩnh, để cho nó ngủ nhá. Đó. Và lúc lớn lên ấy, thì mình nghĩ là trứng kiến ấy, nhiều nơi không có bán thì tìm hơi khó, cho nên là mình sẽ mua sâu nha các bạn. Sâu thì mình ra tiệm chim cảnh mình mua khoảng 10 đến 20 nghìn là mình về mình cho nó ăn. Tức là mình sẽ mua nhiều về nhưng mà mình sẽ nuôi sâu tiếp nha các bạn. Đó. Như con này thì mình nuôi từ nhỏ cho nên là chim rất là thuần nha các bạn ơi. Đây. Đó. Mình thường cho nó ăn mồi tươi ở trên tay mình các bạn. Đó, cho nên là nó rất là thuần. Các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không? Chim rất là thuần nha. Và lúc mà các bạn cho nó ăn mồi tươi ấy, thì các bạn nên đút cho nó ăn bằng tay nha các bạn. Còn cám gà kia thì mình sẽ luôn luôn có ở trong lồng nhá. Còn mình sẽ cho nó ăn mồi tươi bằng tay thì nó rất là quen cái tay của mình này các bạn. Đó. Và bây giờ mình đã chuẩn bị một ít sâu đây các bạn. Đây thì những con sâu lớn này, đó thì nó sẽ lột xác thành những con này. Và những con này cho chim ăn thì rất là tuyệt vời nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ăn nhé. Đó các bạn thấy không? Họ ăn cái này nhiều rồi cho nên là nó cũng lười ăn nha các bạn. Mình phải bổ sung trứng kiến hoặc là cào cào cho nó nhé.
Những cái con mà rớt xuống dưới kia kìa, thì tí nữa nó sẽ ăn nha các bạn. Tí nữa nó nói nó sẽ ăn. Rồi, cho ăn ít vậy thôi nha các bạn ơi. Mình không nên cho nó ăn nhiều, cho ăn ít. Nhưng mà mỗi ngày mình cho nó khoảng 2 lần mồi tươi. Còn 2 lần hay là 3 lần thì tùy thôi nha các bạn. Còn cái cám gà ghế thì mình phải luôn luôn để ở trong lồng nha các bạn. Không là nó đói thì nó sẽ yếu đi nha các bạn ơi. Chim nó sẽ không được khỏe mạnh. Còn ban đêm ấy, ban đêm ngủ ấy thì mình sẽ treo nó ở cái chỗ yên tĩnh. Và vừa nãy mình vệ sinh cái lồng ấy, mình quên chưa để một miếng giấy nó ở dưới kia nha các bạn. Tức là trong lồng ấy mình sẽ, giữa lồng chẳng hạn đi, mình sẽ để một miếng giấy to bằng cái khoảng cái bàn tay của mình đây. Đó, để ban đêm cho nó ngủ nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Đấy, được ăn vài miếng mồi tươi rất là vui luôn các bạn thấy không? Rất là to rồi nha các bạn. Đây, mình cầm rất là to rồi. Đó, rất là thuần nha các bạn. Đó, rồi, và mình sẽ cố gắng nuôi con này. Và đó là những cái kinh nghiệm mà mình đã nuôi con quốc con này nha các bạn. Đó, và nó đã lớn bằng này rồi, rất là khỏe mạnh và mập mạp nha. Rồi, và video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.